Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2022. Lời nói đầu tiên cho mình gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị em trong thời gian qua đã yêu thương, tin tưởng và ủng hộ sản phẩm bên mình nha. Thật sự mà nói là ngày hôm qua mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Một ngày mà mình bảo đơn mọi người. Từ lúc mà mình chia sẻ cái dòng sản phẩm thức ăn cũng như là thuốc tím của bên mình á, thì ngày hôm qua là cái ngày mà anh em ủng hộ mình nhiều nhất. Một lần nữa mình xin trân trọng cảm ơn và gửi đến tất cả mọi người xem được video này của mình một cái lời chúc sức khỏe nè. Mình luôn gặp nhiều thuận lợi và may mắn trong cuộc sống nha. Đến với lại chương trình giao lưu ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu với lại anh em một cái mô hình hồ cá coi mới anh em nha. Bữa giờ thì cũng có nhiều anh em hỏi mình về cái mẫu hồ cá coi lót bạc. Bạc thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều cái loại để mà mình sử dụng trong cái vấn đề làm hồ cá mọi người. Cách đây mấy clip thì mình đã chia sẻ một cái mẫu hồ của anh Dương ở Bảo Lộc Lâm Đồng á. Ảnh sử dụng cái hồ mình lót bạc nhưng mà bạc HD HDPE mọi người. Cái bạc đó thì giá nó cũng hơi cao, thì có nhiều anh em hỏi mình là có cái loại bạc nào mình chơi nó dạng như thông thường không, nó hơi rẻ tí xíu, tại vì có nhiều anh chị em thì cái điều kiện kinh tế mình không có để mình mua những cái loại bạc nó tốt, những cái loại bạc nó đắt tiền. Thì ngày hôm nay thông qua video này, thứ nhất là mình đã được sự đồng ý của anh Khôi ở Phú Yên đó mọi người, thì mình cùng với lại anh em sẽ tham quan hồ cá coi lót bạc của anh Khôi. Và trong video này mình sẽ chia sẻ với lại anh em cái kinh phí để mà mình sử dụng cái bạc làm cái hồ cá giống như của anh Kho như vậy thì mình tốn tầm cỡ khoảng bao nhiêu tiền, để cho mọi người tham khảo nha. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên em á mọi người. Hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu như anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với em qua số Zalo trên màn hình nhé. Đây là toàn bộ khung cảnh hồ của anh Kho nè mọi người. Hồ của anh Kho hoạt động được gần 2 năm nha anh em. Anh Kho vừa mới vệ sinh cái hồ của mình sau gần 4 tháng á mọi người. Sau khi mà mình vệ sinh thì nhìn cái bạc nó rõ hơn, đặc biệt là nước nhìn đẹp hơn và cá nhìn rõ nét hơn nha anh em. Hồ của anh Khôi thì chiều dài là 1,2 m, ngang là 80, độ cao của nước hiện tại bây giờ là 40. Thì mình tính tổng thể tích nước hồ của anh Khôi á, nó rơi vào tầm cỡ 400 lít nha mọi người. Anh Khôi nuôi cá F1, với lại là mình có nuôi thêm một hai em cá ba đuôi á. Cá ba đuôi ở đây nó dẫn đàn hay lắm anh em. Nhưng mà mình thấy giữa cá đầu lân với lại là cá mắt lòi mà màu đen này nè, mình thấy cái loại màu đen này nó thuần nhanh hơn á, nó dạng nhanh hơn. Tại ngày trước lúc mà mình vừa mới nuôi cá đó thì mình cũng có nuôi một vài em cá ba đuôi, cũng có cá đầu lân nữa. Nhưng mà mình thấy cái loại mà ba đuôi mắt lòi này nè, nó dẫn đàn tốt hơn á. Anh em mà chơi những cái hồ mini mà cá mà nó hơi nhát ngừng á, có thể là bổ sung một hai em cá ba đuôi này để nó giúp cho cái đàn cá của mình nhanh thuần hơn, mau dạng hơn nha. Về phần bạc để mà tạo nền cho hồ cá của mình á, ở đây mình thấy anh em chơi hai màu hiện nay rất là thông dụng luôn. Một là màu đen nha anh em, nếu mà mọi người thích màu đen thì có thể sử dụng cái loại bạc HDPE như hồi nãy đầu clip mình có chia sẻ rồi. Cách đây vài clip mình đã chia sẻ hồ của anh Dương ở Lâm Đồng lên kênh của mình á. Nếu như mọi người quan tâm thì có thể là vào bên trong kênh của mình xem clip hồ của anh Dương nha. Bạc HDPE nha mọi người, cái bạc này nó tạo nền cho mình màu đen và đặc biệt bạc rất là tốt nha. Anh Dương làm cái hồ của mình gần 2 năm rồi, nước nó không có bị đi nha mọi người. Và cái loại bạc thứ hai là bạc màu xanh giống như của anh Khôi. Bạc này thì anh Khôi chia sẻ với lại mình là mua cái loại bạc thông thường thôi mọi người, bạc mình để che nắng che mưa đó. Nhưng mà anh Khôi sắp lại là hai lớp, nếu mà mọi người kỹ thì mình có thể là sắp 3 lớp hoặc là 4 lớp gì đó tùy ý mọi người nha. Ở đây thì anh Khôi sắp chỉ có 2 lớp thôi. Và cái chi phí của cái bạc này á, anh Khôi chia sẻ với lại mình là cái khổ 2 m dài 4 m, có nghĩa là ngang 2 m dài 4 m đó mọi người, là 90.000 đến 100.000 nha anh em. Thì nếu như mà làm một cái mô hình hồ cá coi chiều dài 1,2 m nè, ngang 80 và cao 40 của anh Khôi thì cái tiền bạc này của mình nó dao động tầm cỡ 150.000 là cùng rồi mọi người. Nhưng mà cái nặng nhất là cái khung khung sườn của mình á, cái khung sắt á, cái đó là quan trọng nhất nha. Còn cái bạc thì nó mua nó cũng không có bao nhiêu tiền, tại vì bạc đây thì mình mua cái bạc thông thường che nắng che mưa đó, mọi người. Nhưng mà anh em thấy không, hơn 2 năm rồi anh Khôi đi vào vận hành á, cái bạc vẫn nhìn còn rất là đẹp nha. Giống như lâu lâu nó lên rêu với lại là nó bám những cái bề mặt xanh xanh á, thì mọi người vệ sinh giống như anh Khôi vừa mới vệ sinh, là anh em thấy không, nhìn rất là sáng luôn á mọi người. Thì thôi bây giờ ha, mình sẽ nhờ anh Khôi quay sơ lại ngay chỗ cái hệ thống lọc hồ của anh Khôi để mình cùng với lại anh em xem coi là anh Khôi vận hành cái hệ thống lọc của mình như thế nào nha. Đây là hệ thống lọc hồ của anh Khôi nè mọi người, hút đáy 34, hút mặt 34. Mình sẽ kết nối qua ngăn đầu tiên là ngăn lắng nè, anh Khôi để trống nước qua ngăn thứ hai là chổi, cuối cùng nó sẽ theo một cái đường ống á mọi người, nó sẽ đi qua bên đây đây, qua tiếp theo là cái thùng mà mình để xi mát nè.
Ngay chỗ thùng Simat này thì nước sạch sẽ qua bên thùng thứ hai. Thùng thứ hai thì mình sẽ đưa bơm nha mọi người. Ở đây anh Kho sử dụng bơm 2.500 lít trên giờ. Mình sẽ chia tê một cái mình cho nó làm luồng, như là một cái cho lên cái đường ống mình trồng trầu bạ mọi người. Đơn giản vậy thôi anh em, nhưng mà chất lượng nước mọi người thấy không, rất là trong, cá rất là khỏe luôn. Thì đó là toàn bộ cái quá trình mà anh Khôi vận hành hệ thống lọc hồ của mình đó mọi người, rất là đơn giản nhưng mà chất lượng nước của mình rất là tốt nha. À, bây giờ mình sẽ nhờ anh Khôi sẽ một lần nữa quay lại ngay chỗ cái hệ thống lọc á, để mình cùng với lại mọi người xem cho nó rõ luôn nha. Ở đây thì anh Khôi sử dụng hai đường ống nha mọi người, hai đường ống tất cả đều là 34 hết. Một cái thì mình sẽ làm hút đáy, một cái mình sẽ làm hút mặt. Kết nối cái ống chữ U qua bên ngay chỗ ngăn đầu tiên là ngăn lắng nha mọi người. Thì ngăn lắng ở đây thì anh Khôi để trống, nước sẽ thông qua ngăn thứ hai. Ngăn thứ hai mình để một ít cây chổi nè. Nước sẽ theo một cái đường ống 60 đi qua bên đầu bên kia. Thì đầu bên kia mình để sẵn hai thùng ha. Một cái thùng đầu tiên đó là mình để full Zimat. Nước sạch sẽ thông theo một cái đường ống 60 qua bên thùng thứ hai. Thùng thứ hai bên đây thì anh Khôi bổ sung thêm sứ viên với lại nham thạch đó mọi người, vào một cái bơm 2.500 lít trên giờ. Thì bơm 2.500 lít trên giờ này á, anh Khôi sẽ chia tê nhé. Một cái thì mình sẽ cho nó ra một cái đường ống để mà mình trồng trầu bà nè, lọc nước và nước trả vào hồ chánh để nó vừa làm luồng với lại oxy. Một đường ống thì mình sẽ cho nó ra trực tiếp vào bên trong hồ, làm luồng với lại là tạo oxy cho hồ của mình luôn. Thì đó là cái quá trình mà anh Khôi vận hành hệ thống lọc hồ của mình đó mọi người. Hơn 2 năm rồi thì chất lượng nước vẫn tốt, cá vẫn khỏe, thì chứng tỏ một điều rằng cái hệ thống lọc của mình nó hoạt động hiệu quả nha anh em. Đây là hồ của anh Khôi sau khi 4 tháng mình không vệ sinh nha mọi người. Tại vì hồi nãy là anh Khôi đã vệ sinh rồi, nhưng mà chắc chắn là có nhiều anh em hỏi là sẽ thắc mắc là chắc có lẽ là hồ mới nhưng mà nói là xài 2 năm, nhưng thực chất không phải đâu mọi người. Đây là hồ của anh Khôi trước lúc anh Khôi vệ sinh nè. Anh em thấy không? Rêu nó lên full luôn, nhìn cái nền hồ của mình đen luôn á mọi người. Nếu mà anh em chơi cái bạc giống như của anh Khôi á, mình để đặc biệt là hồ của mình có cái ánh sáng á, mình để tầm cỡ 2 tháng đến 4 tháng thôi, thì cái rêu nó sẽ lên full cái nền hồ của mình luôn. Lúc này là mình không cần phải sơn đen nha anh em. Nhưng mà lâu lâu tầm cỡ 4 tháng hoặc 5 tháng thì mình vệ sinh một lần để nó thay đổi cái nền, nó giúp cho cái nước của mình nhìn đẹp hơn. Thì nếu như mà mọi người ở nhà hiện tại bây giờ, anh chị em cô chú nào mình đang phân vân chưa biết lựa chọn cái bạc nào để mà làm cho hồ của mình á, thì anh em có thể tham khảo cái loại bạc giống như hồ của anh Khôi đang sử dụng nha. Bạc của mình thì giống như hồi nãy có chia sẻ đó, cái khổ ngang 2m, dài 4m, thì bạc thông thường thôi nó dao động tầm cỡ 100 cho đến 150 ngàn, thì nó sẽ rất là hợp lý cho anh chị em nào mà cái điều kiện kinh tế của mình á có tầm cỡ khoảng là gần 2 triệu, thì mình có thể là làm cái khung sắt nè, xong rồi mình làm cái bạc về giống như của anh Khôi là mình chơi nó cũng vui rồi. Anh em thấy không, màu sắc nó cũng rất là đẹp chứ không phải là đến nỗi nào đâu. Đó thì đó là cái mà anh Khôi chia sẻ với lại mình cảm nhận được rằng những cái mà anh Khôi chia sẻ rất là hữu ích, từ cái giá trị của cái bạc nè đến là cái khung sườn. Cái khung sườn thì anh em ra những cái tiệm sắt á, mình nhờ người ta, anh em thí dụ như muốn cái chiều dài bao nhiêu nè, ngang bao nhiêu, cao bao nhiêu, mình nhờ người ta hàn sẵn cái sườn, rồi bắt đầu là mình lấy cái thước đo đó ra ngoài cái tiệm bạc á, mình nhờ người ta cắt. Thí dụ như mình muốn hai lớp thì mình nhân ba lên, nhân hai lên, còn ví dụ như mình muốn ba lớp thì mình nhân ba lên. Đó, giờ mình ráp vào. Nhưng mà quan trọng nhất là ngay chỗ cái sườn đó nha. Mọi người tránh để mà không khớp á, thì cái nước của mình nó sẽ bị đi và cái thời gian mình sử dụng nó sẽ ngắn lại. Còn nếu mà anh em làm nó chắc chắn thì nó sẽ không có bị cái tình trạng là trùng nè, rồi nó không có bị rỉ nước, thì cái thời gian mình sử dụng nó sẽ lâu hơn nha. Giống như hồ của anh Khôi thì hơn 2 năm rồi, nhưng mà anh em thấy là vẫn còn mới, và đặc biệt là nó không có bị rỉ, không đi nước, thì chứng tỏ một điều rằng cái kiểu mà làm giống như của anh Khôi này mình chơi nó cũng rất là bền nha mọi người. Thì ngày hôm nay mình cùng với lại anh Khôi đã chia sẻ với lại anh em mình một cái mô hình hồ cá coi mini tầm cỡ 400 lít, mình sử dụng cái loại bạc thông thường thôi. Nhưng mà anh em thấy là cái màu sắc đến cái chất lượng nước của mình rất là tốt nha. Nếu như mọi người ở nhà hiện tại bây giờ đang có ý định làm cái mẫu hồ lót bạc, mình đang phân vân chưa biết sử dụng cái loại bạc nào, thì có thể tham khảo cái mô hình hồ của anh Khôi nha. À, thôi chắc có lẽ là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh anh Khôi, một lần nữa xin cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ cái mẫu hồ lên cho mọi người tham khảo, đặc biệt là cái hệ thống lọc hồ rất là đơn giản nhưng mà cái hiệu quả mang lại rất là cao nha. Em cũng đại diện cho mọi người xin chúc anh với lại gia đình mình luôn thật là nhiều sức khỏe, công việc của anh làm ăn nó thuận lợi nè, ngày càng phát đạt nha. Nếu như mọi người xem video thấy những cái mình với lại anh Khôi chia sẻ nó hữu ích, thì mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé.